Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên con đầu tiên nha cả nhà. Đây cả nhà ơi. Một em Gen Continent. Con này thuộc Citigen nha cả nhà. Dây thép đúc luôn. Đây. Chạy máy Citigen GN4S. Chống nước 100 m. Mặt là quả địa cầu nha, chạy cơ chế 5 kim. Thứ và ngày nha cả nhà. Ở thứ hai ngày 12, size của nó là 37 năm chưa núm, càng là 45, dạ quang xanh dương nha cả nhà, thép đúc luôn. Dạ quang xanh dương nha, nó còn rất đẹp nha. Con này em bán là 1.080.000 nha cả nhà, 1.080.000 nha, Gen Continent. Đó, thì dạ quang nó xanh dương luôn, thép đúc nha. Rồi em qua con của Mỹ đi. Đây Avirate USA nha. Đó, con này thì em bán 630 bao ship nha, dây thép đúc luôn. Đó, có hai khóa luôn, dây bao dài luôn nha cả nhà, dây cực dài luôn, thép đúc nha, bản giới hạn nha cả nhà. Avirate nè, USA nè, thế kỷ 21 nè, limited edition là bản giới hạn nè. Size của nó cỡ 38 38 39 chưa núm nha, cả núm là 41, càng thì 53 lận. Đó, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha. Nè, nó rất đẹp, thép đúc luôn nha cả nhà, chứ không phải thép cuộn hay gì nha, bao dài luôn. Đây đây, dây 20 luôn nha cả nhà, rất là đẹp, hàng Mỹ nha. Đây em có một con đồng hồ độc lạ 12 lá cờ. Đó, 12 lá cờ luôn. Vàng nha. Đó, rất đẹp, em mới thay pin luôn. Đó, rất đẹp nha. Em bán là 630 bao ship nha cả nhà. 630 bao ship, đây, đằng sau cũng rất là đẹp nha. Đó. Size của nó cỡ 36 chưa núm nha, cả núm là 37, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha, 12 lá cờ nhớ nha. Độc lạ nha. Rất đẹp luôn, em mới vừa thay pin luôn. Đây, lên một con đồng hồ nội địa Nhật Sony. Sony nha. Con này em bán 808 bao ship nha, sản xuất tại Nhật luôn. Sony thép đúc nha, chạy cơ chế 5 kim thứ và ngày. Size 41.4. Chưa núm nha, càng thì 54 lần. Dây dài luôn. Đó thì con này là 5 kim thứ và 24 ngày và 24 giờ nha cả nhà. Em có gắn thêm hai mắt ở dưới đây, nên đủ dây 19 cho anh em. Anh em nào tay 17 thì tháo ra. Đó. Rất đẹp luôn nha cả nhà, cọc số La Mã. 808 bao ship rồi nha cả nhà. Sony nè. Rồi, con đặc biệt của ngày hôm nay nè. Seiko Wired. Đó. Rất là độc luôn. Kính vát cạnh kim cương. Rồi ở trong nó gồm những cái nó kiểu như 3D cả nhà. Xếp chéo lên rất độc nha, 6 kim. 7 kim chứ, 7 kim. Bấm giờ thể thao. Đó, Seiko nha.
Size cũng 38, 38, 39 chưa nấm nha. Cả nấm là 42. Càng là 59 lần. Tay anh em nào phải 16 rưỡi đổ lên nha. Nè. Càng nó dài. Đủ tay dây này đủ tay 18 rồi nha cả nhà. Đủ tay 18 rồi. 1 triệu 3 80 ngàn nha. Dừng nè, reset nè. 1 triệu 3 80 ngàn nha cả nhà. Kính vát cạnh kim cương nha. Thép đúc luôn. Anh em thích thì về kiếm khi một mắt dây gắn vô là ok. Hình 19 hoặc 20 đó. Đây, em mới về được một con đồng hồ Casio chính hãng luôn. Con này mới len ken nhưng mới tinh luôn, em gắn pin xịn vô luôn nha. Mới thay pin luôn tức thì luôn. Em bán 630 bao ship nguyên hộp luôn nha cả nhà. Con này có gì đặc biệt rồi. Để em mở ra cả nhà xem. Con này chạy cơ chế 3 kim, 2 ô điện tử. Đó, bấm giờ thể thao nè. Báo thức nè, lịch vạn niên nè, và đặc biệt có đèn tự động, có đèn tự động luôn nha cả nhà. Nó đẹp len ken luôn cả nhà ơi, như mới luôn nha. Nè đó, mới vừa hết pin luôn, chính hãng luôn nha. Đó, đẹp mọi ngóc ngách luôn, không khác gì mua mới. Em bán 630 bao ship nha, rẻ hơn lúc mua mới là mấy lần luôn nha cả nhà. Đó, đèn tự động luôn, 3 kim và 2 ô điện tử trên và dưới. Có bấm giờ thể thao, chuông rồi này kia đầy đủ, có đèn tự động luôn nha. Nguyên zin luôn nè. Đó, đẹp từ dây đến máy đến vỏ, thay pin xịn vô luôn. Giờ chỉ việc xài thôi. Vừa 3 kim vừa có báo thức luôn nha cả nhà. Có đèn tự động luôn. Rồi. Đây em có một con đồng hồ Casio. Đó, sản xuất tại Nhật luôn, mới vừa đi thay pin luôn. 330 bao ship nha. Của Nam nha. Đó, vàng khè luôn. Size 29 ngang chưa núm. Càng là 37. Đó, vàng khè luôn, 330 bao ship nha. Sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha cả nhà. Hàng cổ luôn. Đó, đẹp lan can luôn. Một em đồng hồ Casio nội địa Nhật, Casio Way Scepter nè. Hai kim. Đó, dây thép nè. Đó, dây bao dài cũng mới vừa đi thay pin luôn. Size đo ngang là 41. Nhưng mà càng thì 62 luôn cả nhà. Tại anh em nào 17 mới đeo nổi nha. Dây hả? Dây bao dài luôn, dây mém 20 luôn nha. Và đặc biệt đèn của nó nè cả nhà. Đó, cực độc luôn, mới vừa thay pin luôn. Nè, xem giờ thế giới nè. Có 5 báo thức luôn nha. Đó, lịch vạn niên luôn. Lịch vạn niên luôn. Đó, dây dài luôn. 580 bao ship nha. Đó, đèn nè, full mặt luôn màu xanh nha. 580 bao ship nha cả nhà. Đây em có một con đồng hồ Casio Multiband 6 nè. Và đặc biệt con này bản đặc biệt nha. Cực kỳ hiếm luôn, 100 con thì có vài con sản xuất Thái Lan. Con này sản xuất Thái Lan nè. Em để cả nhà 680 bao ship nha, dây trong suốt luôn. Dây cao su trong suốt luôn nha. Đó. Size 40 chưa nấm, đèn chuông dạ quang đồ đầy đủ. 680 bao ship nha, con này đặc biệt nha, sản xuất Thái Lan nha. Đời mới, Multiband 6 luôn nha.
Đây, hết dây thép em có luôn. Hết dây thép em có luôn nha. 750 bao ship nè. Màu mỡ gà nè cả nhà, mỡ gà màu trắng nè. Con này dây rút, con này dây khóa hai lớp. Size 40 chưa núm, đèn chuông rồi dạ quang đầy đủ, 750 bao ship nha, có màu đen luôn. Hôm nay em bán được mấy con rồi nha cả nhà. Xài mấy con này rất là sướng, tại vì không cần phải thay pin. Nó có báo mức pin rồi cả nhà. Chỉ việc sạc quầy nắng 5 tiếng thôi, xài cả năm luôn. Size 40 chưa núm nha, phù hợp với mọi cổ tay nha cả nhà. 750 bao ship nha. Rồi, em lên cả nhà một con đồng hồ độc lạ DNG. Màn hình tivi nha, có đèn. Có đèn. Hãng của Ý nha. 1.050.000 nha. Có báo thức luôn. Bấm giờ thể thao luôn, có chuông luôn. Lịch vạn niên luôn. Đó. 1.050.000 nha, size 40 chưa núm. Càng là 41. Dây thép đúc luôn, dây cực dài luôn nha cả nhà. Dây 21 luôn. Dây cực dài luôn nha, rất là độc, chạy 3 kim với ô điện tử nha. Đây, DNG của Ý nha. Đây con Thụy Sĩ này em lên dây thép rồi nha. Em bán cho cả nhà là 930 bao ship nha cả nhà. Đó, vỏ nhôm nè. Cực độc luôn, kính vờm nè. Kính vờm lồi. Kính vờm. Dạ quang học trò size bự luôn. Dạ quang học trò luôn nha, chạy 6 kim màu đỏ nha. Đỏ huyết luôn, có lịch luôn. Dạ quang học trò rất là sáng nha. Đây cả nhà, vỏ nhôm nha, dạ quang rất là sáng luôn, dạ quang học trò nha, mặt đỏ, chạy 6 kim, hãng Ý, máy Thụy Sĩ nha, vỏ nhôm nha, 930 bao ship nha. Đó, cái dây da hư rồi em lên cho cả nhà dây mới luôn, tặng cho cả nhà cái đồ mở mắt dây luôn, dây mới thép đúc luôn nha. Đó. Đó, dây cực dài luôn. Rất là đẹp luôn nha, mặt đỏ nè. Quá đẹp luôn nha cả nhà. 930 bao ship nha, vỏ nhôm nha. Thép mạ nhôm nha. Đó. Aluminium nè. Đó. Cực độc luôn của Ý nha. Máy Thụy Sĩ nha cả nhà. Đó. Dạ quang sáng mặt đỏ nha, rất là đẹp. Rồi. Lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ Casio Overland nha, nội địa Nhật nha. Con này sản xuất tại Thái Lan, size 40, đèn chuông, pin khỏe. Em sale con này còn 980 bao ship nha. Dây thép đúc nha cả nhà, dạ quang học trò luôn. Đó, dạ quang học trò luôn nha. 980 bao ship nha. 980 bao ship, dây dài luôn. Đó. Rồi, một em đồng hồ Casio. Đây, nội địa Nhật nha. Sản xuất tại Nhật luôn, hàng cổ nha. Đây cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nha, size bự luôn. Con này em bán cho cả nhà 630 bao ship nha. Dây 18 đổ về nha cả nhà. Dây 18 đổ về nha. Size đo ngang là 45. Càng là 52. Điện tử nổi nè. Đó. Đèn nè. Chuông nè. Đầy đủ chức năng luôn nha. 630 bao ship nha cả nhà. Để coi là dây. Dây 18 đổ về nha. Rồi. Con này em sale còn 680 bao ship nữa nha.
còn một con duy nhất nha. Đó, hàng cổ nha, mới tinh luôn, hàng cổ nha, sản xuất tại Nhật nha. Con này thuộc dạng là ba kim nhảy múa nha. Đây, kim dây, kim rốn nè, chạy hai cốt nè, đó, rồi điện tử nè, lịch vạn niên nè, báo thức nè, mót nè, đó, báo thức nè, giờ song song nè, đếm ngược thể thao nè, coi nè cả nhà, kim chạy lùi nè, đó, độc lạ luôn, có kim chạy lùi luôn nha, 680 bao ship rồi nha cả nhà, size đo ngang hình như là 39 nha. Đó, nguyên riêng từ A đến Z độc lạ luôn. Kim chạy lùi luôn nha. Rồi. Dừng nè. Reset nè. Rồi tiếp theo là bấm giờ thể thao nè cả nhà. Đó, còn này độc hơn nữa, hồi nãy là kim kia chạy lùi, còn bây giờ bấm giờ thể thao thì thằng kim phúc kim giờ này về vị trí 12 giờ rồi mình bấm thôi. Đó, độc lạ nha, gọi là ba kim nhảy múa nha cả nhà. Mấy con Seiko Citizen có nó có 6 kim nhảy múa nữa. Rồi. Đó. Kim giờ và kim phúc sẽ đếm được số phút đếm được trong cái bấm giờ thể thao này. Đó, bấm giờ 1 trên 1.000 luôn nè cả nhà. Đếm ngược nè. 1 trên 1 giây nè. Đó, độc lạ nha. Còn rất là đẹp luôn nha cả nhà, hàng cổ nha. Sản xuất những năm 80, 90 nha. Hàng cổ luôn. Em sưu tầm được nha, em sale còn 680 bao ship nha. Đó là số phút đếm được nè, nó đang chạy nè. Kim kim phút nè. Đó. Rồi dừng nè. Reset nè. Reset nè. Đó, reset nè, thấy chưa? Rồi. Về lại vị trí giờ hiện tại nè, đó. Đó, 680 bao ship nha nha. Rồi lên cho cả nhà một con đồng hồ Mỹ nè. Fossil Mỹ. Đó, mặt nè, niềng xoay nè, 380 bao ship mới vừa thay pin luôn. Đó, hai khóa luôn. Fossil Mỹ. Đó. 380 bao ship rồi nha cả nhà. Cũng nặng tay, đầm tay lắm nha. Size của nó 40, có dạ quang luôn. Có dạ quang luôn nha cả nhà. Đó, dây như dài luôn. Rồi dây 19 luôn nha. Đó, niềng xoay 380 bao ship nha. Rồi, em sell một con đồng hồ Casio Waysetter nè. Sản xuất tại Nhật, 730 bao ship nha, đèn tự động nha cả nhà. Đó, đèn tự động 730 bao ship nha. Size ngang 39, có lịch vạn niên, có báo thức luôn. Thép đúc nha. Thép đúc nha cả nhà. Nguyên rin luôn, sản xuất tại Nhật nha. Đó, có đèn tự động trên và dưới nè, đèn nè. Đèn nè. 730 bao ship nha. Đây em có hai con đồng hồ Casio Lai luôn. Đó, size ngang 38 nha. Chạy cơ chế hai kim và ô điện tử nè. Em sale cho cả nhà còn 580 bao ship luôn. Sản xuất tại Thái Lan nha cả nhà. Pin năng lượng nha. Dây nè. Dây rất là đẹp luôn. Dây thép đúc có đề mi nha. Đó, chuông to rõ. Đó, con mặt mỡ gà, con mặt đen 580 bao ship nha cả nhà. Đây, có một con đồng hồ cũng mặt mỡ gà nè. Pin năng lượng nha. Đèn chuông đồ đầy đủ, chạy cơ chế 3 kim luôn. 530 bao ship nha, size bự nha, size 42 43 ngang. Đó, giờ chỉ việc lên tay thôi nha cả nhà. Rồi. Có một con đồng hồ Casio Rolex nha. Em sale còn 480 bao ship nha, sản xuất tại Nhật. Con này ba cảm biến luôn. 480 bao ship rồi nha. Có la bàn nè.
đo nhiệt độ nè, áp suất độ cao nước biển nè, báo thức báo tiếng nè, bấm giờ thể thao nè, có đèn tự động luôn nha, có đèn tự động luôn, nguyên rin từ A đến Z luôn, niềng xoay luôn nha, size đo ngang là bộ 50 nha, sale còn 480 bao ship nha cả nhà. Đây một con đồng hồ Seiko, con này có niềng xoay luôn, sale còn 430 bao ship luôn đó. Seiko độc lạ, chạy cơ chế 3 kim với ô điện tử nha, size là 41 ngang nè, chưa nấm, cả nấm là 44, dây em thay mới luôn, có đèn luôn nha, có đèn, có báo thức luôn, báo thức nè, bấm giờ thể thao có chuông nè, chuông to luôn nha, 430 bao ship, lịch vạn niên luôn, đó, đầy đủ chức năng nha. Một em đồng hồ Casio Waystepper nè, chạy cơ chế 6 kim, ô điện tử, có đèn tự động luôn nha, có đèn tự động luôn, sale còn 730 bao ship luôn á. Đó. Sản xuất Thái Lan nha, size đo ngang 42 43 gì nha. Pin năng lượng lịch vạn niên, bấm giờ thể thao. Đó, sale còn 730 bao ship nha. Hàng nhiều quá em nhiều con em sẽ sale bất kỳ luôn nha cả nhà. Đó, còn rất là đẹp nha. Vừa có dạ quang, vừa có báo thức, lịch vạn niên luôn. Bấm giờ thể thao nha cả nhà. Đó. À, chuông nè. Giờ song song xem được giờ thế giới, chỉnh kim luôn, độc lạ nha. Rồi một con đồng hồ Casio hàng cổ nha, 580 bao ship nha nha, niềng xoay, đo nhiệt độ, độ cao nước biển, báo thức, có 5 báo thức luôn, bấm giờ thể thao đó, áp suất không khí, con này có la bàn luôn nha, có la bàn luôn nè, nguyên rin từ A đến Z luôn, sản xuất tại Nhật nè cả nhà, Japan nè, size 56, sale còn 580 bao ship nha, có đèn luôn nha cả nhà, đèn luôn nha đó, có nhiệt độ, tọa độ, áp suất không khí này kia đầy đủ luôn đó, 580 bao ship nha. Một con đồng hồ Casio và sóc em sale còn 530 bao ship nha, độc lạ luôn nha cả nhà, sản xuất tại Nhật luôn, có đèn tự động luôn nha cả nhà. Đó, có đèn tự động luôn, sale còn 530 bao ship nha, size đo ngang 48 đó, nguyên rin đẹp lan can full chức năng luôn nha, 530 bao ship nha. Con Casio G sóc này em sale còn 430 bao ship luôn nha cả nhà. Đèn chuông đồ đầy đủ. Đó, còn nguyên tem sao luôn. Sản xuất tại Nhật hàng cổ nha. Đây, một em đồng hồ Casio Lai. Đó, pin năng lượng nha. Sản xuất Thái Lan. Sale còn 550 bao ship nha, full titan, dây cực dài luôn, 550 bao ship nha, size là 41.6 nè, pin năng lượng lịch vạn niên luôn nha, em sẽ chỉnh sẵn cho cả nhà chỉ việc xài thôi nha. Đó. Một em diesel của Ý, em sale còn 630 bao ship nha, dáng tăng, size 37 ngang, chưa núm, càng là 53. Đó, dây cũng dài nha. Diesel này. Đó, 630 bao ship nha. Rồi, thôi em tới đây thôi nha. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết.